Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết. Thưa quý vị, hôm nay Hà Nội chấm dứt đợt nắng nóng trong hơn 10 ngày qua, nên nhiệt độ khu vực giảm đáng kể. Đi kèm với đó là mưa rào và rông rải rác, ngày vẫn còn nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ, độ ẩm từ 75 đến 84%. Nắng nóng giảm thời tiết sẽ dịu hơn trong những ngày tới. Mưa rào và rông sẽ quay trở lại khu vực Hà Nội với mức độ tăng dần, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Từ sau 8 giờ trời giảm mây, nhiệt độ tăng nhẹ và lên mức 33 độ vào buổi trưa. Đây cũng là mức nhiệt cao nhất trong cả ngày hôm nay. Sang đến đầu giờ chiều, lúc này những cơn mưa rông khả năng quay trở lại với nhiệt độ giảm dần đến khi trời tối. Khả năng đợt mưa này kéo dài đến hết tuần sau. Sang tuần, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ chính thức được bắt đầu từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 9. Do đó, phụ huynh và các thí sinh cần chủ động theo dõi tình hình thời tiết để có phương án chuẩn bị tốt nhất.